កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះក្រសួងការងារបានបើកបវេសនាកាលហើយនៅក្នុងការចូលរៀនការបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈជូនទៅដល់យុវជនដែលមកពីគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងហានិភ័យដែលជាគោលដៅដំបូងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្ដល់នូវចំណេះជំនាញពិតប្រាកដមួយជូនទៅដល់យុវជនប្រមាណជា1លានប្រាំសែននាក់ ជាទីការពិតដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងអាណត្តិ7គឺបានដាក់គោលដៅបណ្ដុះបណ្ដាលផ្ដល់នូវចំណេះជំនាញពិតប្រាកដមួយជូនទៅដល់យុវជនប្រមាណ20,300នាក់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះទើបនឹងមានយុវជនប្រមាណ25,000នាក់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះទើបនឹងមានយុវជនប្រមាណ20,300នាក់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះទើបនឹងមានយុវជនប្រមាណ25,000នាក់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះទើបនឹងមានយុវជនប្រមាណ20,300នាក់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះទើបនឹងមានយុវជនប្រមាណ25,000នាក់ប
xuống ca nghĩa nâng bật đo bẩn đa vị chê chê vẹ bàn bật chạy bà thà dụ vẹ chuẩn đại bàn khó khăn bổng toàn bàn cho chung mô chô riêng dọc chùm niên đại miên bà màn chùm nuôn xăm xa bà bây chùm niên nơi khăn nông vị chê sát thán nâng mật chạm bà đô tu tiang bà tê miên chùm nuôn xăm xa bà bì cật lái nơi tệ á cho chung mô chô riêng bàn chê thò mà đà bà tu bây chê bàn bạc bạc vệ sản ca châu sạc xá ca bị ngay tì đập bàm khai mạc ràm xa mình hai cái đây hai nạn ông bị rủ ní bà chê thà dụ vẹ chuẩn đại bàn cho chung mô rùi hói miên bà màn bì mơn bây bò nẹ cứ tr bạc bằng pi rồi thân ạ. Đối với ai cái đó là dụng ở chân đã là bổng toàn miền ca nghề thơ rồi có dụng ở chân đã ở một toàn miền chùm niếng chạm rô rôn tới cho chùm mô chô riêng dọc chùm niếng rồi ai dụng ở chân đã bổng chế ả xó có ai riêng dọc chùm niếng bàn đài hai nơi bây đã dụng ở chân miền chùm niếng chạm bàn loa dụng ở chân nâng miền ca nghề thơ hay dụng ở chân còn nâng miền à chịp muối bật bật cắt đại dụng ở chân nâng miền xa mà tập hiệp cực quán để ai ở rộp bạc cầm rạch bàn chán hay còn nâng ai thua ao chịp bập hiệp cực sát căn tại bà xã. Kết năm khai này dựng miền chiên tì mơn bay phòn nè vì chúng ta hãy cả chạp đám nè cứ dựng này chạp đám bằng riêng tùm chùm vốn chiên tì mơn nè nắng hay tam cầm rốn cứ tha cứ dựng chạp đám và lan đại bàn được chua cho chua xác trang bằng bàn mán đại khúc chùm đuôn đi cài châu riêng cứ dựng này chạp đám châu riêng bị thay đặt tới nơi chú trang bật tế dựng này chưa rơi nơi đại tôi cho chua đà hay nơi bê đại dự vị chân bàn khúc chùm đuôn bênh mệt thất á dựng này chạp đám riêng bênh mệt thất á dựng chạp đám riêng được chúng ta hãy cho chúng tôi tại bản tỏ, cả riêng tại bản tỏ, để chúng ta hãy số một tiền nữa bom ôn chẳng ó đây bản tỏ mang cho chúng tôi, số mình trên để cho chúng tôi đảm bảo châu riêng nơi thỉnh linh để chỉ dẫn để chỉ tiếng này khi bản tỏ có được tiền. Bạn. Dương miên bị say mua chẳng luôn được chia sẩm nắng, mấy cái nách tu tư sẽ phải cam cả sĩ cam cả sĩ xà cam cầm bom để xa, có đôi chi phát này electric đang ai bỏ được miên bị chia chỉ đam được chứ nơi không vì sai thì mui viên miên chuẩn viên làm phải xem trên được ban chuẩn bị chương trình hàng đám thay cái xuống càng nghĩa ban tiêm sam sản phẩm chuẩn viên ban tiêm sam sản phẩm chuẩn viên sản phẩm từ tour lại bom ôn châu liền chẳng chuẩn viên nào để cướp một thân ạ riêng tôi chấp đam riêng chuẩn viên luôn hay chuẩn viên nào để toàn cướp thế riêng rồi chăm ca cho xuống phần thành tiền chẳng nên cái thì tập làm này cứ riêng chấp đam phẩm tôi rồi sẽ tu kèm một cái này cứ chuẩn đốn sát chấm nôn sát để bàn cho chúng nơi mục chấm liên cúp thân nạn đó cúp chấm nôn đó để vì tông na này ca được túa nông chấm lót pi và thay nạn lang tây mùi nông mùi thân nạn chẳng hay còn được chập đam viên hải chẳng hay vì chỉ than nít chẳng nơi nông thôn pính chẳng nơi tu chàng khát ni nít chẳng sam sắp phẩm pi vì chỉ than nắng cứ dừng bạc đầm nà cá hay chỉ bị xét nơi bản na khát mùi chấm nôn để miền ca cho chúng chan những cái được thông bình mặt đầm bóng xin biết cần nào thì đám cứ riêng mình chấm đun chả đám hay bản đa khai mua chấm đun thiết cứ riêng chấp đam nét tam chấm đun khác tam chấm đun lại cho chúng hay từng từng lúc cứ riêng mình to được tu cho chúng thêm tiết hay mình bác vẹp đó bản đa chỉ bản to bản to tiền cha sum chụp đẹp chun phong đai tha sập rạp với chiết than nâng mặt trăm đô đã miền định tây tàng chấm nuôn sam sập rạp bị cả lái tu tàng bờ tây nước rum miền với chiết than bảy hộ bờ trái cà với chiết campuchia với chiết than chiết bản đà bản đà bờ trái cà tê với chiết than bảy hộ bờ trái cà tê prako sama với chiết than ở bên nhật sa với chiết than chiết sa hạ cần nếp hiệp nâng novin award với chiết than bờ trái cà tê usa hạ cam với chiết than api bọt mục chấm đến campuchia thái với chiết than bờ trái cà tê zivese với chiết than bảy hộ bất chấp cái tên phong phía để cho sàn tài cầu
វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគដេជោសែនស្វាយរៀងវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគដេជោសែនអេសានវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគដេជោសែនសៀមរាបវិទ្យាស្ថានបច្ចេកទេសអង្គរវិទ្យាស្ថានបច្ចេកទេសខេត្តពោធិ៍សាត់វិទ្យាស្ថានបច្ចេកទេសភូមិភាគដេជោសែនបាត់ដំបងវិទ្យាស្ថានបច្ចេកទេសបាត់ដំបងវិទ្យាស្ថានជាតិវិទ្យាជីវៈបាត់ដំបងវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសខេត្តព្រះសីហនុវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសមិត្តភាពកម្ពុជាចិនខេត្តព្រះសីហនុវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគដេជោសានកំពតវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសខេត្តកំពង់ចាមវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសខេត្តបន្ទាយមានជ័យវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសខេត្តកំពង់ធំវិទ្យាស្ថានជាតិពហុបច្ចេកទេសដេជោសានខេត្តកណ្ដាលវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសខេត្តកំពង់ស្ពឺវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសខេត្តកោះកុងវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសខេត្តព្រៃវែងវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសខេត្តព្រះវិហារមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈព្រះវិហារយ៉ាឡៃមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តស្ទឹងត្រែងមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តរតនគិរីមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តប៉ៃលិនមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តឧត្តរមានជ័យមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តមណ្ឌលគិរីមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តកែបទាំង37កន្លែងបាទហើយបើនិយាយទៅគឺមាននៅក្រុមរាជធានីខេត្តទាំងអស់ដែលបានចាប់ដើមដំណើរការរៀនហើយហើយដោយអ្វីដែលអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងកាងារបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងបើទោះបីជាវគ្គដំបូងនេះបានចាប់ដើមបើកបវេសនកាលចូលរៀនក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែយុវជនដែលមិនទាន់បានចុះឈ្មោះចូលរៀនអាចនៅបន្តចុះឈ្មោះចូលរៀនបានពីព្រោះថានេះគឺជាជំនាញមួយដែលជួយលើកស្ទួយកម្រិតជីវភាពទាំងខ្លួនឯងរួមទាំងក្រុមគ្រួសារផងដែរ